Chào mọi người. Assalamu alaikum. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chút về những cái khăn này. Những cái khăn chùm đầu này là của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Cái câu chào Assalamu alaikum có nghĩa là cầu bình yên, mang bình yên đến cho bạn, là câu chào cửa miệng của những người Hồi giáo. Cái khăn chùm đầu này từ nguyên bản á, từ thời xa xưa là màu trắng. Những người vào thánh đường thì thường là họ sẽ chùm cái khăn này lên. Ý nghĩa của nó là để hạ thấp bản thân mình xuống và để hạ những cái tham muốn dục vọng của mình xuống, tham sân si. Và cái màu trắng là ý nghĩa cho sự trong sạch, tinh khôi, tinh khiết trong tâm hồn. Còn sau này những cái nhánh khác họ phát triển lên, họ đi theo những đường hướng khác thì họ thay thế bằng những cái màu khác như màu đỏ, màu đen, sọc sọc này kia. Nói chung thì tôn giáo nào cũng vậy thôi, cũng hướng con người sống thiện, chỉ khác nhau là khác ở cái hình thức bên ngoài. Cái chất của tôn giáo là dạy con người đạo đức, sống thiện, làm lành, lánh dữ. Nhưng mà có một số người cực đoan á, thì họ đi theo đường hướng xấu, họ làm xấu đi cái hình ảnh của tôn giáo. Đạo không hư nhưng mà người đời hư. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tiền này.